Cùng với đó, vào sáng nay, Công an quận Hoàng Sơn và Công an các phường trên địa bàn quận đồng loạt ra quân thực hiện quyết định số 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Công an quận và các phường bố trí lực lượng duy trì các điểm chốt trực kiểm soát liên ngành tại các tuyến đường chính trên địa bàn để giám sát mọi trường hợp ra đường không đúng quy định. Bên cạnh đó, thành lập hàng chục tổ tuần tra lưu động gồm lực lượng công an và dân quân, dân phòng tiến hành tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, kiểm soát tại các tuyến đường kiệt hẻm trong khu dân cư, xung quanh các công sở, cơ sở kinh doanh, dừng hoạt động theo chỉ thị số 05 để kịp thời phát hiện các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, lén lút ra đường trong 7 ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập, theo quyết định số 2788 của thành phố để kiểm soát đưa F0 ra khỏi cộng đồng, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường.